Chiều ngày 9 tháng 2, nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, năm cán bộ cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển từ đơn vị ra sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh để đi Hà Nội cùng nhập đoàn tham gia cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm cán bộ này gồm Trung tá Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1981 là phó đội trưởng đội 3, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, sinh năm 1980 là cán bộ đội khu vực 1. Đại úy Nguyễn Trường Nam, sinh năm 1987, là cán bộ đội 3. Thượng úy Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1988, là cán bộ đội 3. Và Thượng úy Nguyễn Nhật Phương, sinh năm 1994, là cán bộ đội 3. Đây là những cán bộ chiến sĩ giỏi, tinh nhuệ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi di chuyển tới Hà Nội, 5 cán bộ cảnh sát trên sẽ cùng với 15 cán bộ khác thuộc Bộ Công an di chuyển bằng chuyên cơ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Khi qua tới nơi, toàn bộ lực lượng công an Việt Nam sẽ phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn khẩn trương tìm kiếm những người còn kẹt trong thảm họa động đất. Trung tá Nguyễn Chí Thành, phó đội trưởng đội 3, BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả các anh em được cử đi chi viện đến đất nước thổ Nhĩ Kỳ đợt này đều được chọn lọc kỹ càng, có kinh nghiệm trong việc cứu nạn cứu hộ. Hành trang mang theo là những phương tiện đặc chuẩn về công tác cứu hộ cứu nạn để khi tới nước bạn có thể nhanh chóng tham gia tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt bị vùi lấp. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 2, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tính đến chiều ngày 9 tháng 2 theo giờ Việt Nam, trận động đất khiến cho ít nhất 16.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương, trong đó còn nhiều người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.